là tranh nhất bảng đó các bạn. Đội nào thắng thẻ vào vòng trong nha. Nhất bảng vào vòng trong luôn, còn thua là đi về luôn á. Bóng bay không à? Điểm 1-0 cho Uni. Bật bóng không thằng lưới. Lộc đá bóng tốt. 2-1. Bỏ luôn. Qua có quay không? Có quay à. Đập bóng tốt quý vị. 2-2. Bóng tốt. 3-3. Bên đây cũng sung vậy. Bên đây ai thua cũng về vậy. Bên đây giành vé vô mà. Nói chung hai bên, hai sân, sân nào cũng giành vé vô hết á. Bỏ bóng tốt. Bóng tốt. Nhật bỏ bóng tốt. 5-4. Quay, đâu có like được. Like nó bị giờ hạn chế về độ nét. Thí dụ mình đang quay 4K, thí dụ 2K, 2K đi ha. Nó cũng còn 720 à. Nó bị không có cho mình full HD đâu. Like á. Có máy giữ á. Máy giữ nó cho mình còn mấy cái máy cái này làm gì có. Điểm 6-5. Bóng bóng không lưới, điểm 6-6. Vũ đã bóng tốt. Vậy bóng tốt quá cao. Bảy đều. Bóng cò. Vũ Quỳnh chắn bóng tốt.
gì bạn gì bản trách nghe bản trách anh về cánh với đội này nè, nếu đội nào vô bạn nghe bản rồi nghe bản là vô rồi. Tám đều quá khéo kỳ của Quỳnh, cái kỳ của Quỳnh quá khéo nha. Không còn Quỳnh đập bóng tốt. Sẽ đấu tiếp tục điểm 18. Vũ bộ bóng tốt. Bảo luôn vậy đó. Quá bóng còn quá hai giai đoạn hạ lóc đập đập bóng tốt. Chín mười mười đều dễ đập bóng tốt. Hãy giật giật. Bóng con quá hay. Vũ bóng vẫn còn. Ai đây? Quên. Quá tốt. Đập bóng tốt của mình. Mười hai mười bóng tốt của Nhật 11 13 chủ động nhiều đi tay cộng lắm để anh thấy em luôn xuống anh chạy qua rồi dễ bóng còn quá hay đủ tốt nha lóc quá khéo. Điểm 12, 13 tạm ngừng hơi ý. Dễ bóng còn lọc bỏ bóng tốt 13 đều. Cây bên đây á. Cây bên đây á. Điểm 14 13 cho Uni. Quên bóng tốt
Quyền xấu quá. 14 đều. Có đánh. Mười bốn đều. Nhất bóng còn quên thủ tốt của Vũ. Ai đây Vũ? Bóng còn dễ xoay lưng bóng còn quên đập bóng tốt thiếu quá. 15-14 kết thúc set thứ nhất. Tem học tạm nhanh trước 1-0. Vâng, chào mừng các bạn đến với set đấu thứ hai giữa Tem Uni và Tem Học Vĩnh Long. Set thứ nhất Tem học tạm nhanh trước 1-0 nha các bạn. Hai đội này ai thắng sẽ vào vòng trong nha. Nhất bảng sẽ vào vòng trong luôn. Đi đại đi anh. Điểm một đều. Bóng con. Bỏ bóng tốt của Vũ. 2 đều. Bóng còn, quá hay cho Quỳnh. Bóng tốt, bóng vẫn còn. Ai đây? Lộc. Điểm vô đây 3-2. Ông bầu kim thời. Quá bóng ngoài, điểm 3 đều. Đập bóng tốt. 4-3. Bóng ăn tay. Quá đẹp. Ê. Đã mất tiêu rồi. Né mới được, thấy bóng phải né mới được. Điểm 5-4. Bóng bóng ngoài 5 đều. Nhất ăn tay không thành công. Đây. Không nghe đâu, kêu lớn mới nghe, kêu gì không nghe. Đây. Chắn bóng tốt. Đánh nó vậy. Đây. Mình nhà đánh nó vậy. Rồi mình như nào đánh? Quánh liền luôn á. Rồi trận này là xong vòng ngoài nè. Điểm ở điểm 6.
6, 7. Quên. Tao giống. Phải xả gì? Ngay đường bóng á. Bóng ngoài. Xả nhanh đi. Ngay đường bóng phải né trước chứ rồi. Tới không tới phải né chứ. Quá tuyệt vời. Quả đập bóng tốt của Dĩ. Nhất. Bóng tốt. Cổ tay quá đẹp. Đường y tuyệt vời. Bóng tám đều. Quỳnh đã bóng tốt. Bóng còn. Vẫn còn. Rất tiếc. Bóng tốc. Điểm cho Duy 9, 10. Bóng tốt. Lắm. Bóng chạm tay các bạn. Quên. Quá hay cho Đạt. Bóng còn. Nhất. Đập bóng tốt. Điểm cho Duy 11 điều. 11 điều. 8 ngừng Huế. Điểm 11 điều. Bỏ bóng tốt của Quỳnh. Nhất. Bóng còn. 12 đều. Phá bóng ngoài. 13, 12. Cái đó tại Phú á. Tại Phú á. Vũ. Bóng còn. Giật quá giật. Quên. Đập bóng tốt. 14, 12. Giật mà không nổi nữa. Giật kiểu đó mà không nổi. Thua chịu. Điểm cuối. Lão. Bóng còn. Nhất. Bóng tốt. Cổ tay quá đẹp.
đi một đủ à. Rồi ok. Quá nhẹ nhàng. Kết thúc tem học thắng Uni 2-0. Kết thúc tem học giành giải giành nhất bản mọi người.